Từ thời cư dân nguyên thủy đến con người hiện đại, ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bao gồm cả chuyện sinh hoạt vợ chồng. Tuy nhiên, con người sớm nhận ra nếu cứ sinh hoạt vô tội vạ thì sức khỏe sẽ giảm sút, sinh đẻ con cái không có kế hoạch sẽ làm cho chất lượng cuộc sống trở nên giảm sút theo. Vì vậy, từ hơn 4.000 năm trước, loài người đã có nhiều cách khác nhau để ngừa thai nhằm dần dần tiến tới làm chủ đời sống sinh hoạt tình ái của mình. Cận Đông là khu vực khởi nguyên sớm nhất của nhân loại, bao gồm Ai Cập, Babylon, Do Thái. Đây là nơi xuất hiện nền văn minh cổ đại của người Sumer. Theo pháp luật Ai Cập cổ đại, địa vị nam nữ bình đẳng. Nhưng trong thực tế, phụ nữ có địa vị rất thấp kém, đời sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào đàn ông. Nếu muốn kiếm tiền thì con đường duy nhất của họ là làm kỹ nữ. Thêm vào đó, hình thức một vợ nhiều chồng cũng tồn tại khá phổ biến trong các xã hội thời kỳ này. Thực tế khiến người cổ đại sớm nhận ra rằng cần phải có cách nào đó để hạn chế sự mang thai và sinh nở ở người phụ nữ. Lúc bấy giờ, con người đã bắt đầu ý thức rõ về mối quan hệ giữa tinh dịch và hiện tượng thụ thai. Trong chiều hướng đó, người Ai Cập và người Do Thái đã nghĩ tới nhiều cách để ngăn chặn tình binh tiến vào tử cung, vì đây là giải pháp duy nhất giúp con người lúc đó có thể tự do hạnh phúc trong chuyện nam nữ mà không cần lo lắng sinh nở ngoài ý muốn. Theo cuốn Y thư tối cổ của Ai Cập Papyrus Kahun đã có cách này hơn 4.000 năm. Những phụ nữ Ai Cập cổ đại đã biết dùng màn tránh thai để ngăn chặn bước tiến của đội quân tinh binh. Phương pháp này được tiến hành như sau. Họ lấy phân cá sấu trộn với hồ Ayut. Đến nay vẫn chưa rõ đây là hợp chất gì, để làm thành một tấm màng mỏng. Tấm màng này được đặt vào vùng kín trước khi giao hợp, các tác dụng ngăn chặn không cho tinh binh tiến sâu vào tử cung người phụ nữ. Tương tự, phân vôi cũng được người ta dùng làm thuốc kỵ thai. Phân vôi được trộn với nước rồi vo tròn lại dùng để nhét vào vùng kín, có tác dụng diệt tinh binh. Ở một số vùng, các cô gái trẻ còn truyền tay nhau phương pháp dùng thầu dầu hoặc bột sim gai để rửa vùng kín ngay sau khi giao hợp. Một tài liệu lịch sử của người Ai Cập viết năm 1525 trước công nguyên còn miêu tả biện pháp tránh thai mà phụ nữ Ai Cập thời đó áp dụng là để người phụ nữ không có thai trong vòng 1 năm, 2 năm hay 3 năm thì lấy lá cây keo nghiền nhỏ trộn lẫn với mật ong buộc trong một miếng vải ướt rồi đặt vào vùng kín của họ. Axit lactic trong lá cây keo sẽ đóng vai trò là một chất hữu hiệu diệt tinh binh. Tuy nhiên, một phương pháp được áp dụng phổ biến hơn cả và cũng thọ mệnh lâu hơn cả là giao hợp gián đoạn, hay còn gọi là biện pháp xuất tinh ngoài. So với các phương pháp hạn chế sinh nở khác, hình thức giao hợp gián đoạn rất đơn giản, không tốn tiền mà hiệu quả cũng cao. Cho đến ngày nay, con người hiện đại vẫn có nhiều cặp đôi áp dụng phương pháp này, nhưng rõ ràng vẫn có rủi ro. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại nếu nói đến phương pháp tránh thai hiệu quả nhất và an toàn nhất cho sức khỏe người phụ nữ thì có lẽ là sử dụng bao con sâu là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên, có điều bạn chưa biết là cách đây hơn 3.000 năm, loài người đã biết đến phương pháp dùng bao con sâu này. Mặc dù mới đến giữa thế kỷ 19 thì bao con sâu, một loại công cụ ngăn chặn tinh binh trong quan hệ tình ái mới xuất hiện sau khi người ta khám phá ra tính đàn hồi của cao su. Nhưng từ cách đây hơn 3.000 năm trước, con người đã biết dùng các loại bao được làm bằng nhiều loại chất liệu khác nhau với mục đích ngừa thai. Theo y văn và các bằng chứng khảo cổ học, từ năm 1200 trước công nguyên, vua Minos ở Hy Lạp đã biết dùng bong bóng cá để tránh thụ thai và các bệnh qua đường sinh dục. Trong khi vua chúa sử dụng loại bao cao cấp là bong bóng cá, thì người dân cổ đại sử dụng những chiếc bao làm bằng một loại lá cây rừng đã được ngâm nước trong quá trình hành sự. Một số tài liệu cổ còn ghi nhận rằng, người Ai Cập cổ đại sử dụng bao làm bằng mai rùa và sừng thú. Người La Mã cổ cũng sử dụng công cụ bảo vệ này. Nó được gọi là túi dương cụ, được làm bằng vải cứng hoặc từ da của tù binh chiến tranh, da cừu, da dê hay da rắn, v.v. Khoảng năm 1660 đến năm 1665, một viên quan ngự y của vua Charles II nước Anh có tên là Condom đã có sáng kiến dùng ruột con cừu đực làm bao cản tinh. Chiếc bao này có độ mỏng đến 0,038mm. Hiện tại trung bình độ mỏng của bao con sâu là 0,030mm. Đây là sự kiện làm chấn động toàn cầu lúc bấy giờ. Ngay sau khi ra đời, bao cản tinh đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi và áp dụng ở hầu hết các nước châu Âu. Người ta lấy luôn tên người phát minh để đặt cho nó.
Condom bắt đầu được sản xuất hàng loạt như một mặt hàng kinh doanh ở Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Nó còn có thể được làm bằng ruột heo. Sử dụng xong, người ta lấy sữa bò để tẩy trùng rồi lần sau lại dùng lại. Như vậy, những cố gắng của loài người trong việc tìm kiếm một phương pháp tránh thai lý tưởng, đáng tin, không hại sức khỏe và rẻ tiền đã kéo dài hàng nghìn năm rồi. Và không thể không nhắc đến các phương pháp tránh thai của người phương Đông cổ xưa. Tại Trung Hoa và Ấn Độ hơn 2.000 năm trước, người ta áp dụng một phương pháp tránh thai khá nguy hiểm là dùng thủy ngân làm thuốc uống tránh thai. Các kỹ nữ xưa kia thường pha thủy ngân vào nước trà, mỗi ngày uống một ít để tránh rủi ro sau khi làm việc. Theo khoa học hiện đại cho thấy người xưa dùng thủy ngân để tránh thai là có cơ sở. Thủy ngân làm cho kinh nguyệt phụ nữ trở nên không đều. Thủy ngân có tính độc nên có thể làm thai chết lưu hoặc sinh non. Một cách khác được sử sách ghi lại là các phi tần cung nữ trong hoàng cung Trung Hoa và Ấn Độ thường dùng nước ép hoa hồng Tây Tạng để ngừa thai. Ngay bản thân hoàng đế, nếu không thích cung nữ hay cung phi nào thì sau khi chăn gói sẽ cho thái giám dùng nước ép hoa hồng Tây Tạng rửa vùng kín của cung nhân ấy để không có thai. Còn theo y học cổ truyền Trung Hoa, có một bài thuốc tránh thai rất hữu hiệu còn được lưu truyền đến tận ngày nay, đó là dùng tay quả hồng để tránh thai. Cách dùng như sau: dùng 7 tay quả hồng sấy trên gói cho khô, nuốt với nước sôi để nguội liên tục 7 ngày, tức 49 tay thì bảo đảm 1 năm không mang thai. Nhưng trong năm ấy không được ăn hồng, nếu muốn có thai thì lại ăn 7 tay hồng nữa. Theo Trung Y, tay quả hồng có vị đắng, tính ôn, thường dùng phối với nhân sâm, đinh hương, chế thành tuyến tán, dùng chữa nghịch khí, nấc ngạn, đầy bụng. Trong tự truyền của một kỹ nữ thời dân quốc, trước khi tiếp khách, má mì luôn cho các cô uống một thứ nước có vị chua ngọt rất ngon. Sao mới biết đó là bột nghiền từ tay quả hồng, nếu uống thời gian dài, vĩnh viễn không thể mang thai. Ngoài phương pháp tránh thai trên, sử ký Trung Hoa còn nhắc tới những phương pháp tránh thai phổ biến khác được áp dụng ở chốn hậu cung như phương pháp bấm huyệt đạo. Vào thời nhà Thanh, giai đoạn từ năm 1616 đến năm 1912, các hoàng đế bắt đầu thận trọng hơn trong việc yêu cầu các phi tần tránh thai. Theo sử ký Đại Tông Sư, khi vua sùng ái phi tần, các thái giám phải quỳ gối đợi lệnh chờ ý chỉ. Nếu hoàng đế nói giữ thì phi tần đó không cần tránh thai nữa, và thời gian lâm hạnh được thái giám sử quan ghi chép lại làm bằng chứng khi mang thai. Trong trường hợp hoàng đế ra lệnh bỏ, thái giám sẽ bấm nhẹ vào huyệt hậu môn của phi tần để lòng tin chạy hết ra ngoài, tránh việc thụ thai ngoài ý vua. Tuy nhiên, tài liệu cổ không ghi nhận cụ thể biện pháp này hiệu quả ra sao. Một phương pháp tránh thai khác mà được nhiều phi tần sử dụng là tránh thai bằng xạ hương, tức là nhét xạ hương vào rốn. Thời Trung Hoa cổ đại quan niệm rằng xạ hương không chỉ giúp phụ nữ có mùi hương cơ thể hấp dẫn mà còn là biện pháp tránh thai hiệu quả. Lịch sử Trung Hoa có ghi lại hai mỹ nhân nổi tiếng là Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức từng áp dụng phương pháp này. Nhưng việc dùng xạ hương tránh thai đã bị thất truyền và không nói rõ tính hiệu quả. Được biết, biện pháp này cũng được các cô gái chốn lầu xanh thời đó áp dụng với mong muốn ngoài tránh thai có mùi thơm quyến rũ và da dẻ mịn màng. Phương pháp tránh thai bằng nhụy hoa nghệ Tây cũng được sử sách Trung Hoa ghi chép lại. Các phi tần sau khi ân ái với hoàng đế, nếu không muốn mang thai, họ dùng nhụy hoa nghệ Tây rửa sạch vùng kín giúp loại bỏ lòng tình trong người. Phương pháp tránh thai này từng được áp dụng vào thời loạn lạc Ngũ Đại Tập Quốc, giai đoạn từ năm 907 đến năm 960. Quý vị và các bạn thân mến, kỷ nguyên chống thụ thai hiện đại bắt đầu với những nghiên cứu khoa học về chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ và sự tác động của các hormone. Những viên thuốc ngừa thai đủ loại lần lượt ra đời đã mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho loài người trong việc tự quyết định vấn đề sinh đẻ của mình. An toàn cho sức khỏe hơn thì có thể nghĩ tới phương pháp tránh thai bằng bao con sâu. Thị trường bao con sâu ngày nay rất đa dạng, nhiều chủng loại, nhiều sự lựa chọn cho chúng ta đảm bảo hạnh phúc vợ chồng mà không lo vỡ tổ. Và qua video này, để chúng ta nhìn lại lịch sử 4.000 năm chống thụ thai của loài người và thấy rằng văn hóa tính dục không bao giờ là không cần thiết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Hãy like video và đăng ký kênh để tạo động lực giúp kênh ra nhiều video thú vị khác nữa nhé. Mến chào và hẹn gặp lại.